Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu -xu xuống thuyền, các môn đệ đi theo người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức người và nói: "Thưa ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin." Rồi người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta nghe nằm trong những hoạt động của Chúa Giêsu rao giảng về nước Thiên Chúa, không chỉ rao giảng Chúa Giêsu còn làm phép lạ chữa lành nhiều người bệnh tật và nêu điều kiện để có thể làm môn đệ theo người. Cần phải đi ngang qua bờ bên kia biển hồ Galilee. Chúa Giêsu -xu xuống thuyền, các môn đệ đi theo. Có lẽ ngày hoạt động của Chúa Giêsu vất vả nên người ngủ thiếp đi trên thuyền. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng người vẫn ngủ. Với kinh nghiệm của nhiều môn đệ làm nghề đánh cá, chắc chắn biển động rất mạnh và khiến các ông lo sợ, thậm chí sợ đến chết. Như lời bài tin mừng, các ông lại gần đánh thức người và nói: "Thưa ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất." Và Đức Giêsu đáp lại: "Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin?" Rồi người trỗi dậy ngăm đe gió và biển, biển liền lặng như tờ. Kính thưa anh chị em, trong quan niệm của người Do Thái, biển và các lực lượng dưới mặt biển đại diện cho sự giữ ma quỷ. Biển động mạnh không chỉ là hiện tượng thiên nhiên, nhưng hướng suy nghĩ của các môn đệ đến sự sợ hãi khi phải đối diện với các lực lượng của ác thần. Vì thế, Chúa Giêsu mới nói với các môn đệ, sao nhát thế hỡi những kẻ kém lòng tin? Bởi vì các môn đệ đã chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa Giêsu, không chỉ chữa lành các bệnh tật, Ngài còn trừ quỷ, nhưng lòng tin của các ông vẫn yếu. Dù sóng gió và biển động mạnh đến đâu, có Thầy giê -xu quyền năng ở bên, tại sao lại phải sợ hãi đến như vậy? Hình ảnh con thuyền trong bài tin mừng hôm nay có Chúa giê -xu và các môn đệ ở trên cũng là hình ảnh con thuyền giáo hội. Trong suốt dòng lịch sử phát triển, giáo hội gặp rất nhiều khó khăn sóng gió làm con thuyền trao đảo nhưng giáo hội xác tín có chúa giê xu ở cùng cho dù có những lúc tưởng chừng ngài đang ngủ không quan tâm đến giáo hội nhưng ngài vẫn ở đó đồng hành cùng giáo hội vượt qua muôn ngàn khó khăn giáo hội của chúa vẫn phát triển đối với cá nhân đời sống của các kitô hữu chúng ta chúng ta cũng nhận ra rằng dù đôi khi mình cảm nhận Chúa Giêsu vắng bóng trong cuộc sống, đôi khi cầu nguyện và tham dự thánh lễ không hề sút sắng. Chúng ta đừng nản chí, đừng hoảng loạn sợ hãi vì Chúa vẫn đang ở cùng chúng ta. Hãy vững lòng vì như lời thánh vịnh đã nói, lạy Chúa, giàu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ con vững dạ an tâm. Lạy Chúa, mỗi lần gặp sóng gió giữa biển đời, như muốn vùi dập cuộc sống của chúng con, xin cho chúng con lại ngâm nga lời thánh vịnh. Lạy Chúa, giàu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Xin cho những lời này trở thành điểm tựa để chúng con biết chúng con tin vào ai cho dù đôi lúc chúng con có cảm nhận thấy chúa xa chúng con thì cũng xin cho chúng con được ơn trung thành trong đời sống đức tin amen